Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì mình tiếp tục giới thiệu đến em một con game free siêu VIP nữa nha anh em. Thì con này có tên là Thiên Kiếm Chi Vấn nha. Rồi thì con này đã chính thức open nha anh em có thể tải game gì chơi ha. Thì trước tiên thì mình sẽ đi hướng dẫn cho mấy anh em tải game con này và chơi con này nha anh em. Thì con này free cho mấy anh em là rất nhiều thứ luôn nha anh em. Đấy, rất là ngon nha. Game đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Đấy, server chạy rất là mượt mà luôn, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì trước tiên là anh em sẽ vào cái đường link là vngame.net ha. Thì link mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Thì ở đây là con này chỉ có là Android thôi nha anh em. Đấy, chưa có iOS ha, chỉ có Android và PC giả lập nha anh em. Thì ở đây anh em chỉ cần list tải thì anh em sẽ tải về nha anh em. Anh em tải về xong thì anh em tiến hành cài đặt ha. Rồi thì con này á, là sẽ free cho mấy anh em rất là nhiều thứ hay ho nha anh em. Đây, bên cái phần free ha. Thì mình sẽ thu cái cửa sổ lại nha anh em. Thì mình sẽ test cho mấy anh em xem luôn. Rồi thì cái con này á, là tài khoản là bãi Steam nha. Đây, tài khoản của mình nha anh em. Ở đây á, thì anh em sẽ được tặng nè, Linh Ngọc nè, Linh Ngọc Phá nè, Đồng nè, AFP Phách ha. AFP Linh Phách, điểm Linh Phách ha, rồi AFP nè, danh vọng nè, Nguyên Bảo nè, AFP VIP nè và 10 triệu AFP VIP nữa ha. Đấy. Và đi cho mấy anh em là rất là nhiều thứ hay ho nha anh em. Trước khi mà mấy anh em lấy cái vật phẩm ở đây á, là anh em nhớ là đăng nhập giúp mình nha, đăng nhập vào nền giúp mình nha anh em. Rồi ở đây thì mình sẽ lấy thử là Linh Ngọc nè, Linh Ngọc là cái ngọc màu xanh đó anh em. Thì ở đây là mình đang chơi cái server 1 nha anh em. Thì anh em có thể chiến server 2 cũng có nha anh em. Mình thấy là nó có hai server á. Thì số lượng thì mình sẽ nhập thử là 4 số 9 ha. Như vậy là mấy anh em tối đa là chỉ được 1.000 thôi nha anh em. Đấy, 1k ha. 1k Linh Ngọc thì anh em có thể lấy nhiều lần ha. Rồi, rất ok nha anh em, gửi thành công nè. Đây, có trong phần thư ha. Đấy. Rất là nhanh chóng luôn nha anh em. Đây, để mình dừng lại nha. Rồi mở cái thư lên ha. Thì ở đây anh em thấy được 1.000 Linh Ngọc nè. Đấy. Thì cái con này á, thì trên thị trường á, là open rất là nhiều server nha anh em. Rất là nhiều cổng game đã open cái con này nha anh em. Thì có những cái server là anh em chơi cày cuốc. Có những server là free cho mấy anh em là rất nhiều là thứ như tiền tệ này kia nọ. Như cái con này ha, cái con này thì free cho mấy em là rất nhiều thứ về tiền tệ để hỗ trợ mấy em chơi game ha. Và FB đâu nè. Để mình lấy thử là Nguyên Bảo nha anh em. Mình nghĩ chắc 1.000 luôn đó. Đây nè, ở đây có để nè anh em. Số lượng là 1.000 trên một lần gửi ha. Tốc độ là 10 giây nha anh em. Đấy. Rồi thì anh em có thể lấy game về cài đặt mà chiến nha anh em. Thì con game rất là đẹp luôn, vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy, free cho mấy em là rất là nhiều thứ luôn. Rồi thì mình sẽ lấy 10 triệu FB VIP hả? Đây lấy thử cái này ha. 10 triệu FB VIP và thì cái này anh em nên lấy là số lượng 1 thử nha anh em. Đấy. Rồi. Rất là ok nha anh em. Đây, 10 triệu FB VIP luôn nè. Để mình nhận thử coi. Đó anh em thấy không, là anh em đã lên được cái VIP 12 luôn ha. Cho nên anh em sử dụng mà lấy những cái phần thưởng đó thì anh em cân nhắc cái số lượng nha anh em. Rồi, rất là ok luôn. Rồi toàn bộ link của con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha.
need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. All my life I will be there for you. Ooh, I'll always be around when you need someone to carry you. If you're looking for someone to hold, I'll be there to pull you close. Ooh, I'll never let you down. All my life I will be there for you. For you.